Thưa quý vị, văn chương không chỉ khơi dậy những sung động, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, mà nó còn mang đến những trải nghiệm sâu sắc cho con người về cuộc đời. Ông Nguyễn Trường Thanh là một người như vậy. Mặc dù đã ngoài 90 tuổi, nhưng tâm hồn ông vẫn luôn dạt dào tình yêu văn chương và thơ ca. Tình yêu ấy đã trở thành động lực để giúp ông sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Ông Nguyễn Trường Thanh quê ở Quảng Nam. Từ nhỏ, ông đã say mê văn chương, âm nhạc và hội họa. Những câu dân ca xứ Quảng từ thừa ấu thơ đã đi vào tâm khảm ông, để ông phát thảo nên nhiều bài thơ hay, gửi gắm lòng mình về tình yêu quê hương, làng xóm, gia đình. Những ai lúc bước chung tàu, con tàu đã khuất lòng nhão rọt rầu. Miền Nam cũng mát quánh vâu, trong miền Nam ấy chứ có bầu nhiêu tình. Những cái bờ tôi viết ra là có giá trị là giáo dục, phần nhiều giá trị giáo dục. Và mỗi lần con tôi về là tôi đọc cho nghe. Em cười cái chết nêu tên tuổi, người lính người dân giống lạc hồng. Xe thắp trường thành ngang bước dạt, thép ngời tay cắn dựng nông sông. Bất luận canh trường đêm tiếp đêm, chỉ đón thêm ấu dịch thêm mền. Ngừng tay thoa chỉ lòng hồi hộp, gió bút mưa hòa lạnh lắm em. Chăm chỉ ngày qua qua tháng khắc, mồ hôi tưới đất lúa đầy nương. Gửi em cả một mùa thu ngọc, nhận lấy đây lòng cả hậu phương. Xa xa sống vạn về quê chị, thổng thức chờ tin em lập công. Em đem lửa đỏ đồng thù lạ, trong mắt ngời say máu già cùng. Chỉ đóng bao lần qua chiến thắng, bao lần khô khắc nỗi chờ mong. Ngày mai quét sạch lò lăng xó, em chỉ cầm tay khúc khởi hoàn. Tham gia cách mạng từ năm 1954 đến năm 1975, ông Nguyễn Trường Thanh đã cho ra đời nhiều bài thơ như Nạn đói năm 1952, Thăm mộ cụ Huỳnh trên núi Thiên Ân, hay viết dân ca và kịch như Thu về đất mẹ, Đường cách mệnh chúng ta đi, Bốn phương chạy sóng. Thì trong cái thời gian hoạt động cách mạng nữ á, tôi tham gia với ở địa phương thì anh Quyết, em Lan, Lương Lan liên lạc là vải băng đồ mua thuốc để truyền cho đơn vị giải phóng. Ngoài việc sáng tác hàng trăm bài thơ và viết kịch dân ca, ông Nguyễn Trường Thanh còn chơi nhạc, vẽ tranh truyền thần. Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc như Quảng Nam quê tôi, Nhớ về An Phú quê tôi. Hơn mấy chục năm trôi qua, những bài thơ và bức vẽ vẫn được ông lưu giữ cho đến tận bây giờ. Ông Nguyễn Trường Thanh không phải đi theo con đường văn chương chuyên nghiệp. Ông chỉ làm thơ để giải bài, ông để bày tỏ cái tình yêu của mình đối với quê hương. Và suốt trong những năm tháng từ thời trai trẻ đến bây giờ, ông vẫn cứ lặng lộ. Đến tuổi này, ông vẫn cứ tiếp tục viết. Dầu là ông không phải là một cái tác giả như những nhà thơ khác, nếu mà nói công bằng, thì ông chỉ là một người làm thơ như một tác giả của một câu lạc bộ. Nhưng tình yêu đối với văn chương nó lại cuốn hút và đắm đuối đến cái thời điểm này. Thì đó là một trong những cái nét rất là đặc biệt đối với Nguyễn Trường Thanh. Những bức tranh và hàng trăm bài thơ viết tay của ông Nguyễn Trường Thanh chỉ là những phát thảo buổi ban đầu mang tính tự phát của phong trào văn nghệ quần chúng. Tuy nhiên, chất chứa ở đó là niềm đam mê nghệ thuật của một thời niên thiếu đến lúc về chiều của cả một đời người. Tôi thấy rất là hạnh phúc bởi vì đó, ông yêu lao động và cái tình yêu lao động á, cũng như là nó đi vào trong thơ của ông á. Ông làm thơ để đó là như là một cái thú vui về cuộc sống vậy thôi, chứ cũng phải làm thơ để làm gì, nhưng mà gần như là cái công việc hàng ngày của ông. Thành ra đó, thơ thì như là cuộc sống của ông, và tôi rất tự hào về điều này. Thi ca không chỉ giúp con người nhận thức được giá trị của cuộc sống, cổ vũ tinh thần, còn giúp họ quên đi những nỗi cơ cực hàng ngày. Với ông Nguyễn Trường Thanh cũng vậy, thơ của ông là những chiêm nghiệm từ những năm tháng gian khổ với cả những vui buồn, ký ức khó quên cùng đồng đội, cùng bà con làng xóm và gia đình nhỏ yêu thương của ông. Và những bài học lớn ấy đã giúp cho ông sống trọn nghĩa, trọn tình một đời
với quê hương. Kéo gọi mình.